Sau nhà xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng phục vụ các bác chiếc máy rửa bát Panasonic TR8. Bên em đã dọn test vệ sinh sạch sẽ rồi, mã số 5 các bác nhá. Đây, chiếc máy khá là đẹp, công nghệ Econavi tiết kiệm điện, thời gian sấy các chế độ rửa với nước nóng 80 độ C, các chu trình đèn báo rửa Panasonic TR8. Hình thức đã dọn dẹp vệ sinh test dọn ok, hai đầu hồi khá là đẹp các bác nhá. Phần này vỏ nguyên bản. TR8 sản xuất 2015, series máy 0358 các bác. Đấy, các bác nào mua em gửi đúng con máy này luôn. Trong nội thất rất ok luôn nhá, toàn chỉ sạch đẹp. Máy sò thì còn rất là mới, nói chung là con máy này rất là ít dùng đấy các bạn. Cái răng chỉ này thì các bác không bao phải lo nhá, không bao phải lo về nó là hở mà hở nhá. Đấy em nói là em khẳng định tất cả răng này không bao hở. Chỉ này nó chỉ có là sạch hay là không sạch thôi. Thế còn không bao có chuyện là bác lo là nó hở ấy, nước hay là cái gì vào cái răng máy rửa bát này. Máy rửa bát nó rất là lành, đơn giản thôi. Cơ cấu nó không có cái gì phức tạp. Đấy. Cái chiếc này em vẫn bán là 4.8 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp các bác nhá. Các bác sang mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt cho bên giao hàng. Đó, chào các bác.